Đức Bằng và Quỳnh Anh xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và để lên tục chương trình, từ đây Đức Bằng và Quỳnh Anh xin được trân trọng gửi đến toàn thể quý vị một ca khúc rất là sôi động, ca khúc có tựa đề Xuống chợ mùa yêu. Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này. Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe.